Ok mọi người, xin chào mọi người nhé. Để coi event hôm nay có gì. Hôm nay event ngày thứ hai của week 2 giờ này. Week 2 giờ. Để mình chơi thử hôm nay nó mập mà chơi sao. Mà thử mấy event này chơi hơi khó lắm. Có hậu quả có khi hôm qua có khi phải chơi lại. Chơi lại có khi 2 lần 3 lần à. Event này là event của lễ Halloween nha. Sắp 31 tháng 10 2 ngày mai. Hôm nay ngày 27 là cái con này là như con để bút cho cái cây mình nó mạnh hơn. Còn cái này là cái gì ta? Chưa cho thử, chưa biết. À, chích điện, chích điện. À, nó chích điện. Lâu lâu nó chích một cái. Lâu lâu chích một cái. Đó, chị điên đúng không? À, chích điện, chích điện. Chích điện, chích điện. Cha rồi, mới vô mất cây ở đây rồi. Chà, thua luôn chỗ này. Trời ơi. Chà, thua luôn rồi. Nhảy ra lại từ đầu. Ok mọi người, mình sẽ trở lại. Đây ê, nó bắt mình dùng tiền kìa, thôi để dùng thử ngàn lần này mà chạy không qua nữa thì thôi luôn đấy. Chơi ngu rồi. Đáng lẽ nó mà cho mình được 5 cái cậy như này, ta cho có 2 con sừng chơi. Rút kinh nghiệm. Lúc kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm cùng tay liên tục. Tay liên tục luôn. Chà rồi ông ơi. Ok, mong mình nhớ trở lại cho nên mình sẽ dùng tiền rồi quất mấy thằng này đi ra hết. Chà bay kịp rồi, lại tính tiền luôn nữa rồi. Chà rồi. Sợ nhất cái thằng mà lụi tới, cái thằng nó cũng ghê lắm. Cái thằng nó vừa lì mà vừa lụi nhanh nữa, chết nữa. Dễ đi cho nó lắm. Cũng xin nghe với bọn này. Rồi hiểu rồi đấy. Tây liên tục mà nó không xin nghe rồi hiểu rồi đấy. Ghê cả nào rồi. Tây liên tục hay quá. Chắc cái này hồi hộp quá. Tiền mọi người nghĩ là đúng tiền chơi lại mà đúng tiền dùng skill chỗ này
mình là quy cái thông này khó quá, mình đi khó quá, để coi cho được mình cái gì. Ngà có thích đồ lại bù lỗ lại được ấy. Là cái này mình chưa chơi tới, cái này cũng không biết nè. Ghê, cảm ơn mọi người đã xem, cảm ơn mọi người rất nhiều. Một mình những video tiếp theo nhé.